dạ em mến chào cô chú anh chị và các bạn hôm nay em sẽ chia sẻ đến cô chú anh chị nhà mình á, là một món là gà nướng củ ghiền hôm nay á, thì em sẽ nướng bằng nồi chiên không dầu à, củ ghiền á, thì tùy theo mỗi gia đình mình nó có thích cái hương vị của củ ghiền hay không ha rồi bây giờ muốn nướng gà như thế nào á thì em mời cả nhà theo chân em vào bếp để thực hiện món gà nướng củ ghiền ha ở đây thì em có chuẩn bị là một con gà 2 kg gà trống hay gà mái gì cũng được tùy theo mỗi gia đình mình thích ăn gà trống hay mái thì mình làm ha ở đây em có dùng một ít củ ghiền, sả, tỏi và hành tím, ớt và một ít gia dụng trong gia đình thì bây giờ tất cả nguyên liệu này thì em đem đi xay nhuyễn ra ha cái nhà nào có máy xay thì xay còn không có thì mình đâm tất cả nguyên liệu thì em đã xay nhuyễn ra rồi nè cả nhà bây giờ mình chuẩn bị mình ốp gà thì à, đầu tiên á, thì em sẽ cho củ ghiền vào đây à, trước để à, cho nó à, thấm gia vị trên cái da con gà cho nó thơm á cả nhà rồi à, kế tiếp nữa thì em sẽ cho một muỗng hạt niêm cái muỗng tròn tròn như vậy nè một muỗng hạt niêm vào đây và à, hai muỗng đường À, cả nhà nào muốn ăn ngọt thì mình cho đường nhiều tiết cũng được nha em ở đây thì em cho hai muỗng cái muỗng tròn tròn như vậy nè với một phần tư là bột ngọt kế tiếp thì em sẽ cho một ít nước tương vào đây khoảng hai muỗng tròn tròn như em niêm vậy nè cả nhà rồi em sẽ cho là một à, muỗng dầu hào cái này là dầu hào á cả nhà rồi kế tiếp nữa thì em sẽ cho thêm một ít uh, uh, tương ớt tương ớt thì ở đây em sẽ dùng là hai muỗng tương ớt đó mình muốn ăn cay thì mình để ba muỗng hay hoặc bốn muỗng cũng được còn ở đây thì em cho vào đây là hai muỗng tương ớt rồi em uh, để bao tay vào em sẽ mát xa cái con gà Mình mát xa chừng cỡ khoảng 5 phút thôi Để cho nó thấm cái gia vị của mình Hồi mình nướng gà nó sẽ ngon hơn Rồi em mát xa xong rồi thì em sẽ để tầm cỡ khoảng 30 phút ngay cả nhà Mình để càng lâu thì con gà của mình nó sẽ thấm gia vị thì mình nướng nó sẽ ngon hơn sau khi gà thì em ốp nãy giờ được nửa tiếng rồi bây giờ em sẽ chuẩn bị một cái nồi chiên không dầu nè là em nướng gà đó gà mà mình ốp càng lâu thì mình nướng nó càng ngon rồi em sẽ bỏ hết gà với lòng gà vào đây để em nướng cả nhà nướng rất là gọn hồi xưa mình nướng than đồ thấy nó lâu ha còn bây giờ mình nướng bằng nồi chiên không dầu nó rất là tiện mà nó lại gà không có bị khét nữa cả nhà rồi bây giờ em sẽ đóng lại đặng mình chuẩn bị mình nướng gà hết cả nhà rồi bây giờ gà thì thường thường em nướng gà thì em để là 30 phút và chỉnh cái nhiệt độ là 180 độ C á cả nhà. Như vậy là gà nó sẽ chín từ trong ra ngoài mà nó vừa dặn với cái thời gian luôn ha cả nhà ha. rồi bây giờ thời gian nó đã trôi qua rồi đó cả nhà nửa tiếng đồng hồ bây giờ em sẽ uh, gấp gà ra để uh, mình xem coi gà nó có chín đều hay không ha cái nhà thấy không rất là ngon nó vàng ôm um mà cả nhà công nhận cái nồi này nướng ngon thiệt luôn á rồi bây giờ con gà thì em đã nướng xong rồi nè cả nhà ơi à, cả nhà thấy không con gà rất là ngon nó chín mà nó vàng từ trong ra ngoài luôn á đó rồi video của em á tới đây là, là xin tạm dừng nếu à, cả nhà thấy video của em hay á, thì nhớ tặng cho em xin một nút like và một nút đăng ký để ủng hộ em có động lực em ra video mới để gửi đến cả nhà xem ha rồi bây giờ em xin chào cả nhà nha bye bye